mẫu xe VinFast Fadil bất ngờ trở lại ngôi vương doanh số thị trường ô tô Việt. Với 2.567 xe bán ra trong tháng 3 năm 2022, VinFast Fadil bất ngờ quay trở lại ngôi vương doanh số, toàn thị trường và phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A. Theo báo cáo doanh số thị trường ô tô tháng 3 năm 2022, doanh số bán hàng của VinFast Fadil đã đạt 2.567 xe, tăng 1.870 xe so với tháng trước, tức tăng gấp gần 3,7 lần. Với kết quả này, Fadil bất ngờ đòi lại ngôi vương doanh số phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A từ Hyundai Grand i10 sau một tháng bị mẫu xe Hàn vượt qua. Đáng chú ý, doanh số Fadil cũng vượt qua các loạt xe khác như Toyota Corolla Cross, Toyota Vios, Hyundai Accent. Để trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt trong tháng 3 năm 2022, có được kết quả này, một phần nhờ sự phục hồi, tăng trưởng chung của toàn thị trường. Mặt khác, bởi tháng 3 năm 2022, VinFast đã tăng thêm ưu đãi dành cho khách hàng mua mẫu xe này. Cụ thể, bên cạnh chương trình ưu đãi giảm 10% giá trị xe cho khách mua Fadil trả thẳng, tương đương với số tiền từ 42,5 đến 49,9 triệu đồng, tùy từng phiên bản, và lãi suất 0 đồng 2 năm đầu dành cho khách mua xe trả góp. Từ ngày 16 tháng 3 năm 2022, khách hàng mua VinFast Fadil còn được tặng voucher Vinhome trị giá 70 triệu đồng, và sử dụng voucher này để mua xe với mức giảm thêm 40 triệu đồng, áp dụng cho tất cả phiên bản và tất cả các khách hàng. Vì là xe lắp ráp trong nước, khách mua VinFast Fadil trong tháng 3 năm 2022 cũng được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách từ chính phủ, tương đương với số tiền từ 21,25 đến 29,94 triệu đồng, tùy từng phiên bản và tùy từng địa phương lăn bánh. Như vậy, cộng gộp các ưu đãi, khách hàng mua VinFast Fadil trong tháng 3 năm 2022 trả thẳng sẽ tiết kiệm được từ 103,75 đến 119,84 triệu đồng, tùy từng phiên bản và tùy từng địa phương lăn bánh. So với các đối thủ trong phân khúc, mức ưu đãi của Fadil vượt trội hơn hẳn, nhờ đó có ưu thế hơn trong việc cạnh tranh thị phần và doanh số. Trở lại phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A, sau khi bị Fadil giành lại ngôi vương doanh số, Hyundai Grand i10 tiếp tục trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai phân khúc với 1.112 xe bán ra, tăng 125 xe so với tháng trước. Trong khi đó, Kia Morning với 623 xe bán ra tháng 3 năm 2022, tăng 222 xe so với tháng 2 năm 2022, tiếp tục giữ ở vị trí thứ 3 trong phân khúc. Trái ngược với 3 mẫu xe lắp ráp trong nước đều có sự tăng trưởng về doanh số trong tháng 3 năm 2022, 2 mẫu xe nhập khẩu còn lại trong phân khúc lại bị sụt giảm. Trong đó, Honda Brio bán 262 xe, giảm 36 xe so với tháng trước, và Toyota Wigo bán 86 xe, giảm 58 xe so với tháng 2 năm 2022, lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và 5. Sang tháng 4 năm 2022, VinFast Fadil vẫn được duy trì ưu đãi như trong tháng 3 năm 2022. Trong khi đó, Hyundai Grand i10 được giảm giá mạnh hơn tại đại lý, lên đến 50 triệu đồng tiền mặt. Kia Morning cũng được giảm giá từ 10 đến 29 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đồng thời cả 3 mẫu xe này tiếp tục được giảm 50% lệ phí trước bạ vì là xe lắp ráp. Trong khi đó, Honda Brio tháng 4 năm 2022 nhận được ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ từ các đại lý, tức giảm từ 20 đến 22 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.